Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, hôm nay là ngày Chủ nhật 21 tháng 11 2021. Chị Nguyễn đang có mặt tại Hà Nội và buổi tối hôm nay chúng tôi rất vui được sự nhận lời của nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường và được gặp ông tại Tư Gia ở Hà Nội. Và như cũng đã từng giới thiệu với quý vị khán giả trước đây, câu chuyện của nhà nhiếp ảnh gia thời chiến. Và ông cũng vừa cho công bố một cuốn sách ảnh mà chúng tôi cũng đã từng giới thiệu trước đây. Đó là cuốn sách ảnh Nhìn lại cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979. Đây là cuốn sách ảnh lần đầu tiên được công bố với hơn 100 những cái bức ảnh liên quan đến thời chiến tranh biên giới. Và chúng tôi tin chắc rằng câu nói chuyện của chúng tôi với lại nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường buổi tối hôm nay liên quan tới công việc mà ông đã cống hiến gần như trọn đời của ông cho cái công cuộc chụp những cái bức ảnh lịch sử như thế này. Và chúng tôi cũng nhân cái dịp này để mà được lắng nghe những chia sẻ, đánh giá, nhận xét của ông về những cái khuynh hướng nhiếp ảnh trên thế giới và trong Việt Nam. Và thưa quý vị, nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường hiện là đang là giảng viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, khoa nhiếp ảnh. Và có thể nói rằng ông là một nhà nhiếp ảnh kỳ cựu, sinh năm 1936. Như vậy là năm nay là ông đã 86 tuổi rồi. Và chúng tôi cũng vẫn, tuy là hôm nay là ngày 21 tháng 11, tức là qua cái ngày mà nhà giáo một ngày, nhưng chúng tôi cũng xin mượn cái ngày hôm nay thay mặt cho các người học trò của ông, vẫn gửi tiếp tục và gửi đến ông một lời chúc sức khỏe. Và mong rằng những cái sự giảng dạy của ông qua trải nghiệm cuộc sống cũng mang đến cho chúng ta những cái kinh nghiệm rất là quý báu. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng vào cái câu chuyện của chúng tôi với lại nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường bây giờ. Và kính thưa quý vị khán giả Việt Nam Today, và bên cạnh tôi là thầy Trần Mạnh Thường. Và hôm nay là chúng cháu hay là bây là các học trò cũng đã rất là nhiều đó hoa gửi đến cho thầy rồi, nhưng mà hôm nay là chúng cháu cũng đến để mà thăm thầy. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Vâng, không biết là hôm nay thầy chắc là nhận được nhiều cái lời chúc mừng và nhiều hoa đúng không ạ? Vâng, vâng. Năm nay thì người đến rất ít là vì cũng do cái Covid cho nên là qua mail về qua tin nhắn là nhiều thôi ạ. Dạ, vâng. Dạ. Vâng. Thưa thầy Thường. Hồi nãy là chúng tôi có giới thiệu nhắc lại cái cuốn sách của nhiếp ảnh gia đã xuất bản năm nay. Và xin ông có thể cho biết một chút về cái phản hồi sau khi một cuốn sách được xuất bản cho tới ngày hôm nay ạ. Cuốn sách này ra thì được rất nhiều khán giả rất là đồng tình và nhiều người cứ gọi điện thoại đến là bảo là ở đâu và bán. Thì tôi nói rằng là cuốn sách này tôi mới ra là để gì? Để nhằm mục đích là để tặng bạn bè chứ không bán ở ngoài. Mặc dù là 1.000 cuốn thế nhưng mà không bán ở ngoài. Vâng. Chỉ hoàn toàn là để tặng bạn bè là chính thôi. Vâng. Vâng. Đấy, vì thế cho nên bởi vì người ta rất là thích cái này. Tất cả các cuộc chiến chúng ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh chống Mỹ chẳng hạn, thì có rất nhiều là nhà báo đã chụp. Nhưng họ chụp từng mạng một, ví dụ có người thì chỉ chụp về chiến đấu, có người chụp về cái sự hy sinh, có người thì chụp về cái sự tàn phá của cả hai bên. Thế nhưng mà đặc biệt riêng cái cuộc chiến tranh chống Mỹ chống Tàu lần này ấy, thì phải nói rằng là số phóng viên mà lên được để mà chụp từ đầu đến cuối thì có lẽ là rất ít. Riêng tôi thì cái người được may mắn là vì tôi lên trước. Tôi lên trước cho nên tôi ở trong vòng vây của giặc. Mà Trung Quốc
quân đội Trung Quốc thì nó theo cái chiến thuật của họ là gọi là vu hồi, tức là đi đằng sau. Cho nên tất cả anh em mình là sáng 17 mà lên thì đều bị nó chặn lại, chứ không vào được. Thế vì thế cho nên tôi ở trong đấy, cho nên tôi suốt từ ngày 17 tháng 2 năm 1979 cho đến mùng 5 tháng 3 năm 1979 thì tôi lăn lộn với. Vì thế cho nên ảnh của tôi không chỉ đi một mảng. Đầu tiên là chúng tôi chụp được tất cả các cái ủ chiến đấu của quân đội ta, của dân quân tự vệ và của bộ đội địa phương mà thực là đang bắn nhau với nhau. Và từ trên cao chúng tôi đã có những cái ống kính xuống dưới là lính Trung Quốc đã chết như thế nào thì đã được ghi vào trong này. Đấy là cái phần chiến đấu của bộ đội ta. Cái sự chiến đấu đó rất là ngoan cường. Sự phục vụ của cuộc chiến đấu cũng được mô tả ở trong này. Những chị dân quân đi cáng thương rồi đưa cơm ra cho bộ đội, tất cả những cái đó đều là có ở trong cuốn sách này. Cái phần thứ hai là chúng tôi nói đến cái sự là chiến thắng của mình, tức là thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, diệt rất nhiều xe tăng đấy, rồi bắt tù binh. Phần thứ ba là cái phần mà có thể nói là cái phần mà nó phá hoại thì chúng tôi đã chụp. Như vậy có thể nói là cuộc chiến đấu này gồm, cuốn sách này gồm có ba phần mà chỉ có một mình tôi. Tức là cái phần thứ nhất là cái phần sự dã man của quân giặc, giết người, đặc biệt là trẻ con. Có một cái vụ giết nó gọi là ở Tổng Chúc, xã Hưng Đạo thuộc huyện Hòa An ấy. Thì sau khi nó giết 42 người, trong đó có một cái bà có mang 6 tháng và có 4 đứa con, tất cả như vậy là cả nhà đấy là 6 người. 6 người tất cả đều bị, mà giết theo kiểu gì, không phải là bắn, mà giết theo kiểu là đập đầu này, chặt chân tay này, rồi nó ném xuống ở dưới nước ấy, để phi tang hoặc là dưới suối. Thì tôi đã ghi được tất cả những sự dã man của nó. Không những là nó giết người mà nó ngay cả trâu bò nó cũng giết đấy. Rồi thóc của đồng bào nó cũng đốt. Như vậy là nó có thể nói tàn sát, là một cái lũ tàn sát. Thì cuốn sách của tôi nó có hay ở chỗ có thể là có nhiều người là làm một cuốn sách nhưng không đủ, chỉ đi một mạng nào đó. Nhưng mà tôi là đầy đủ cái cuộc chiến đấu nó diễn ra như thế nào, chiến đấu bộ đội mình chiến đấu xung cảm như thế nào, quân giặc thì chết như thế nào, rồi nó dã man như thế nào, thì trong cuốn sách đấy là để mà chỉ có một người thôi. Vâng. Thì cái giá trị của cuốn sách là như vậy. Vâng. Và chính cái sự chia sẻ của nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thương khi mở đầu cái cuốn sách này thì nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng có viết một cái lời phi lộ cho cuốn sách. Với cái tựa đề là Những bằng chứng về một cuộc chiến tranh xâm lược. Tôi xin đọc một cái đoạn cuối của cái lời phi lộ này. Thời gian dần dần xóa đi những vết tích đau thương của cuộc chiến tranh, nhưng sự thật về cuộc chiến tranh đó sẽ mãi mãi là bài học không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà cho các dân tộc có nguy cơ bị xâm lược. Lịch sử phải được tôn trọng và được minh chứng. Và nhà báo, nghệ sĩ Trần Mạnh Thường đã góp phần quan trọng vào sự minh chứng ấy. Tôi muốn đọc cái lời tựa này và cũng để thấy rằng đây là một cái cuốn sách quý và có nhiều cái giá trị về lịch sử. Thông thường thưa ông Trần Mạnh Thường là sau chiến tranh một khoảng thời gian đủ để mà mọi người có thể nhìn nhận đánh giá được và công bố những cái câu chuyện hay là những hình ảnh. Thì có thể nói là cái tập sách này ông có nghĩ rằng đây là một cái dịp mà ở Việt Nam của chúng ta đã công bố những cái bức ảnh sau chiến tranh mặc dù liên quan tới một nước láng giềng mà có thể nói là cũng khá nhạy cảm. Ông có nghĩ điều đó không ạ? Chúng tôi rất là nghĩ điều này. Vì thế cho nên tôi trong tất cả tôi có thể xuất bản cho đến bây giờ là trên 40 đầu sách, trong đó có vào khoảng 10 đầu sách về sẽ là. Thế nhưng cái phấn khởi nhất, cái mà làm cho tôi có thể phấn khởi và cảm động, vừa phấn khởi nhưng vừa cảm động, đó là ra được cuốn sách này. Cuốn sách này không phải là vì danh dự của tôi, nhưng mà vì danh dự của dân tộc Việt Nam, mình làm thế nào đó để đưa đến cho độc giả thấy được cái sự dã man của quân giặc. Và cái thứ hai nữa là đối với sức mạnh của một cái nước mà có gần một tỷ rưỡi dân, nhưng mà không phải là đáng sợ. Nếu như bắt buộc chúng ta cầm súng thì chúng ta có thể chiến đấu, chiến thắng họ. Mà lịch sử cũng đã chứng minh điều đó. Lịch sử cha ông chúng ta đã hàng ngàn năm nay cũng đã thấy tất cả qua bao nhiêu cuộc chiến đấu đều là bao giờ chúng ta cũng chỉ là lực lượng nhỏ, họ là có thể gấp 10, nhưng bao giờ mình cũng chiến thắng. Bao giờ mình chiến thắng. Và trong thời đại Hồ Chí Minh này thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng chiến thắng. Mặc dù chúng ta là
yếu hơn họ rất nhiều về cả vật chất cũng như là vũ khí, tất cả chúng ta thiếu, nhưng chúng ta hơn họ là về cái tinh thần. Ông là một người cầm máy và may mắn là được vào rơi đúng vào những cái thời điểm mình có thể nói là nhân chứng lịch sử. Trong những lần mà ông đi thăm bạn bè, thăm người thân ở bên nước ngoài, ông cũng đã từng gặp những nhiếp ảnh gia cùng thời cũng đã cầm máy trong cái thời chiến. Mặc dù là chưa được công bố cái bộ sách này, nhưng mà cũng biết rằng ông là một nhân chứng và có nhiều bức ảnh như vậy. Qua những cái cuộc trao đổi như vậy thì giữa đồng nghiệp với nhau, họ đánh giá như thế nào về cái cách cầm máy và cái cách sử dụng những cái nguồn tài liệu mà có được từ bên phía một người nhiếp ảnh như ông? Tôi đi nước ngoài thì nhiều, mà trong đó đáng chú ý nhất là ở Mỹ và ở Canada, rồi là một nước nữa ở châu Âu, đó là nước Đức, nơi mà tôi đã từng học. Thì tất cả những cái người mà quen biết tôi hoặc là mới lần đầu quen biết thì tôi có giới thiệu, tất nhiên là không nhiều, tôi cũng mang đi một vài cái bức ảnh, ví dụ như về xe tăng bị ta bắt sống như nào, xe tăng bị diệt như thế nào. Thì chúng tôi nói rằng tất cả những cái này không phải là bộ đội chính quy của Việt Nam của chúng tôi, mà đây là chỉ là những cái đơn vị bộ đội địa phương của một huyện, của một tỉnh, hoặc là dân quân tự vệ, nhưng họ được trang bị cái B-40, B-41 nên là diệt họ. Và họ nói rất là ngạc nhiên, có thể nói rằng là rất ngạc nhiên. Thì họ hỏi tôi là thế anh cũng sợ à? Bảo không, khi mà ra trận thì đầu tiên chưa nổ súng thì rất sợ lắm. Thế nhưng mà khi nổ súng rồi thì mình cảm thấy là mình không biết là mình đàn nó vào mình lúc nào, mình cũng không nghĩ đến cái đấy. Mà mình nghĩa là nhìn thấy cái gì cần phải chụp là lao ra chụp thôi. Thì cái đó họ nói rằng là có khi có vào được cái đó thì khi đó mình có thể mình nói được, chứ còn nếu như bây giờ mà chưa nghe nổ súng thì bao giờ sợ, là bởi vì nó một viên đạn nó vào ngay là coi xong. Thế thì cũng may, có sự may mắn của tôi. Vào cái thời điểm mà năm 79, tức là hơn 30 năm trước, khi đó bây giờ là 40 mấy năm rồi. Và 40 năm qua, và cái thời điểm đó thì ông cũng là một người cũng đã trưởng thành. Tôi lúc bây giờ tôi là 42 tuổi. Vâng. Chắc là cái tuổi thôi. Đó có thể nói là cái tuổi đó không những là chín chắn về cái suy nghĩ, nhưng đồng thời sức khỏe cũng vào loại là cường tráng nhất. Vì lúc bây giờ đang là đứng trên đỉnh, sức khỏe đứng trên đỉnh, và sau này nó cứ đi xuống, thì bây giờ tôi đang đứng ở dưới chân núi rồi. Khi nhắc lại những cái kỷ niệm hay là những cái giai thoại đó, và nhất là đối với lại các học viên của mình trong cái lớp đào tạo điện ảnh, thì ông thường chia sẻ cho họ những cái câu chuyện như thế nào? Tôi nói với các em ở sinh viên của tôi, thì nói này, đây là đào tạo của các em là đào tạo về ảnh nghệ thuật, thì sau này có thêm một cái lớp là báo chí. Thế nhưng mà nghệ thuật hay không nghệ thuật thì tất cả cũng đều phải có một cái điều luôn luôn là phải tôn trọng, đó là tôn trọng sự thật. Dù là nghệ thuật cũng phải tôn trọng nghệ thuật. Là bởi vì này, ví dụ như các em chụp một cái cảnh Hồ Gươm là một cái cảnh đẹp. Thế nhưng bây giờ ví dụ như các em mà thấy rằng hôm đó là ở đấy không có cái thuyền, không thuyền đi trên ấy, thì kệ để có một cái thuyền đi cho nó sinh động, các em lại ghép một cái thuyền vào đấy. Thế thì cái nhất là những khách, người khách người ta đến, người ta sẽ thấy rằng là người ta không tin tưởng bức ảnh đó là không. Dù là đẹp đi nữa thì cũng người ta không tin tưởng, là bị Hồ Gươm không thể có một cái thuyền để mà đi trên dạo chơi như là Peresoa của những cái hồ lớn được, như Hồ Tây chẳng hạn. Thì tôi nói như thế. Cho nên luôn luôn là các em này, các em ghét gì thì ghét. Hay ngay cả này, chụp cái Hồ Gươm, hôm đấy là trời sương, trời nó nghĩa là trời âm u, tức là ánh sáng tà. Nhưng mà trên bầu trời thì trắng xóa. Bây giờ các em muốn ghép một cái mây xanh rồi mây trắng bay, thế là hỏng. Ở dưới này là gì? Bởi vì cái ánh sáng đó thì cái độ tương phản ở dưới, phần dưới cây cối nó có. Mà bây giờ là trên trời là như thế thì người ta nhìn thấy rõ ràng là ông ơi tôi buổi này rồi, các em là giả dối rồi. Chúng tôi sẽ đưa quý vị khán giả về những cái chia sẻ của ông vào cái đẹp trong thời bình. Bây giờ lại kéo ông về cái thời chiến tranh. Như thưa quý vị, chúng tôi đang nói chuyện với nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thương, câu chuyện về nhiếp ảnh. Và chúng tôi cũng xin thưa thật với quý vị là chúng tôi không có một cái kịch bản nào trước cả. Đây là hoàn toàn theo cái sự ngẫu hứng và cái tâm tình của ông. Nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng chia thành hai phần.
về thời chiến và cái thời hòa bình trong cái góc nhìn của một nhiếp ảnh gia. Trở lại với cái công việc mà bỏ qua cái đẹp về nghệ thuật. Nhưng mà khi chiến tranh bùng nổ, nhất là một phóng viên chiến trường như ông, khi mà tham gia cuộc chiến thì đâu có thời gian để mà mình ghi nhận được cái góc độ ánh sáng hay vân vân, đúng không ạ? Cái đó là một yếu tố phụ, cái sự chân thực là quan trọng nhất. Ông có thể chia sẻ một chút cái giữa cái chiến trường nóng bỏng như vậy, người cầm máy, cái điều quan trọng nhất đối với ông là cái gì? Chúng tôi là sinh ra trong một cái thời gian có thể nói là rất khó khăn, nhất là về cả cái phương tiện, về phương tiện ghi hình ấy, thì có thể nói cực kỳ lạc hậu. Là bởi vì bây giờ ra trận là không cần nghĩ đến cái chuyện là ống kính bao nhiêu rồi tốc độ bao nhiêu, cứ mở giờ máy lên mà thấy có hình vào trong trong máy mình là mình cứ bấm bao nhiêu bất kể. Nhưng lúc bây giờ thì không phải như vậy. Lúc chúng tôi ra trận thì không phải như vậy. Tôi là chụp một cái jockey của Nga. Máy jockey thì nó gần giống như là cái máy của Đức, tức là đút phim ở dưới này lên này, mở ra ở dưới đút lên này. Nhưng mà cái máy của Đức ấy, đặt vào máy lên là nó lên ngay, nhưng máy của Nga không khéo. Thì khi có thể chụp lên đến 40, 50 kiểu mà vẫn không có kiểu nào, là bởi vì rách. Đấy. Cái cơ khí của Nga lúc bây giờ là rất tồi, cái độ chính xác cơ khí chính xác rất kém. Cho nên là khi mà mình lắp phim vào thì mình phải thử ngay, bên này mình cuốn thật, mình giữ chặt bên này, và khi mình lên cái thấy bên này cái trục bên này nó có quay không, là khi đấy thì mình yên tâm rồi thì mình lại đâu. Và ra đấy thì phải nói lúc bây giờ chúng tôi phải có kinh nghiệm, người ta gọi là pose mat, thì chúng tôi là pose mat, tức là ở cái tốc độ bao nhiêu và ống kính bao nhiêu thì để mà ghi được. Ví dụ chụp xa phải để ống kính như thế nào, và chụp gần thì để ống kính như thế nào. Chúng tôi phải ứng rất nhanh, thì cái này là đòi hỏi có cái kinh nghiệm phải. Rất may là chúng tôi đã kinh qua cái cuộc kháng chiến của chống Mỹ, cho nên là đến chống Tàu thì chúng tôi cảm thấy là yên tâm hơn. Kể cả những cái yếu tố phòng tối, rửa phim, rửa ảnh. Cái đó thì về hậu cần thì không thành vấn đề. Vấn đề là ra trận là như thế này. Một trong những cái là tuyệt đối không hề, ví dụ như cái anh bộ đội đó, nếu mà anh có quay lưng lại với mình cũng phải để đấy mà chụp, chứ không phải là anh ơi anh quay lại để cho tôi chụp, như thế là là hoàn toàn là sẽ mất giá trị ngay. Ý ông nói là cái yếu tố dàn dựng. Dàn dựng. Nghe đó, ở đấy cũng phải dàn dựng rồi, chỉ có một tí thôi, tức là cả một cái cảnh đang đẹp rồi, nhưng cái anh bộ đội đó anh đứng lên anh quay đích là với mình, tức là quay lưng lại với mình, thì mình cảm thấy nó ra hay. Nhưng trong trường hợp đó, nếu chúng ta mà yêu cầu ngay là tất cả những người kia sẽ ngỡ ngàng hay sẽ ngạc nhiên, và cái bức ảnh của chúng ta không còn sinh động nữa. Trong lịch sử nhiếp ảnh quốc tế nói chung thì cũng đã có những cái giai thoại nói về những cái cuộc chiến khi chiến tranh diễn ra thì khốc liệt lắm, nhưng mà không thể nào có được những cái bức hình mà gọi là gây xúc động cho bằng, ví dụ như là những cái cuộc mà cắm cờ ở Hiroshima hay là vân vân, mà về sau người ta cũng phát hiện ra là những cái bức ảnh mà đẹp nhất thì đều là những bức ảnh được chụp lại sau chiến tranh. Rồi những bức ảnh xung phong, những bức ảnh mà cứu dân rồi giúp đỡ dân vân vân, phần nào đó cũng có một số được dàn dựng. Không biết là trong nhiếp ảnh Việt Nam, mà ít nhất là trong cuộc đời của ông có những cái... Tôi thì chưa bao giờ dàn dựng bất cứ một cái gì. Nhưng mà đồng đội chúng tôi cũng có những cái, ví dụ như 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, thế thì có một bức ảnh đã công bố, đó là bức ảnh đầu tiên chiếm Dinh Độc Lập của một người Việt Nam, của một phóng viên Việt Nam. Thì ngay lúc bây giờ tôi đã nghĩ này không thể có được. Là bởi vì sao? Là bởi vì thứ nhất là bộ đội Việt Nam không bao giờ cho phóng viên ra mặt trận, mà có đi với đơn vị thì cũng ở trạm chỉ huy. Tức là ví dụ chị đấy là đại đội thì anh phải ở cái tuyến của ông đại đội trưởng, chứ anh không được ra với ở ngoài. Cho nên cái chuyện mà nếu như có một anh bộ đội nào có một phóng viên nào nói đến ngay trước Dinh Độc Lập rồi, xe tăng dừng lại để cho cái ông thả xuống, để cho ông phóng viên mở cửa để vào, để khi mà xe trồm lên ở trong mới chụp ra được ấy. Thế thì không có cái chuyện đó. Cho nên nếu có một bức ảnh như vậy thì chỉ có người ở trong đó, một là phóng viên của chính quyền Sài Gòn hay là một phóng viên ngoại quốc đã có sẵn mặt ở trong đấy. Mặc dù chúng tôi không có một cái bức ảnh nào để chứng minh rằng đây là bức ảnh này là bức ảnh dàn dựng. Chúng tôi không
dám tham gia. Nhưng mà tất cả mọi người chúng tôi đều nghĩ rằng không thể có một cái bức ảnh là do người, do phía quân giải phóng chụp được ấy. Như trường hợp này là nếu mà tôi không lầm là như là một nữ phóng viên người Pháp. Không, không? Thế vì thế cho nên sau 20 năm, tức là đến năm 1995, thì bà Mulder, François Mulder, tức là bà là phóng viên của người Pháp, thì bà mới sang bà tặng cho bảo tàng quân đội toàn bộ cả một dây phim này. Thì trong đó cái bức ảnh mà bà chụp về cái này thì bà nói lúc bây giờ ở trong Dinh Độc Lập chỉ có hai người, đó là Carlos, tức là phóng viên của tờ Spiegel, tức là cái tờ tấm gương của nước Đức, thì ông này không phải là phóng viên chụp mà phóng viên viết. Còn bà Mulder thì lúc bây giờ cái ông Galas này thì ở trong dinh, còn bà này là chụp cho nên đứng ở ngoài. Thì bà nấp ở đằng sau, nấp đằng sau một cái gốc cây, thì thấy có một chiếc xe đầu tiên vào cái là cái mũi là đâm vào ngay ở cổng phụ thì bị trí mất. Thế thì đến cái chiếc thứ hai là cái 390 nó vào, nó xông vào thì nó đổ, làm đổ cái cửa, cái cổng của Dinh Độc Lập. Và cái anh mà ở bên được phân công, cái anh ở bên cái xe 843 đấy, tức là anh, thì anh bị chạy cùng qua đó lên để treo cờ. Thế thì sau đấy người ta mới nghĩ đến cái bức ảnh của cái phóng viên Việt Nam này là giả. Vâng. Là dừng lại. Vâng. Và cái giai thoại là đã được công bố. Dạ, cái này thì rõ ràng rồi. Vâng. Mà anh ấy là thế này, anh ấy lại còn viết như này, anh còn viết một cái câu, một cái kết luận của này. Khi tôi còn mang chiếc còn mang ra, chúng tôi vừa vào trong sân, thì tôi vừa bước xuống rồi thì nghe một tiếng rầm, thì tôi quay lại không kịp lấy nét và tôi chỉ bấm được một kiểu. Thì rõ ràng nếu trong trường hợp đó chúng ta nghĩ rằng như vậy là dân sự vào trường quân sự. À. Có phải không? Vâng. Cho nên giả dối, một cái sự giả dối thì rất nguy hiểm. Vâng. Giả dối. Khi chưa phát hiện thì là cái bức ảnh đó cũng đã được đăng tải rất nhiều. Vâng. Và kể cả sách giáo khoa. Vâng. Và sau này thì chắc là những cái ấn phẩm đã vâng. được ấn bản ra vâng. như vậy thì chắc cũng phải đặt lại vấn đề. Vâng. Vâng, đó là một trong những cái giai thoại liên quan. Mà Việt Nam mình thì rất tối kỳ, tôi cũng xin nói thêm, ví dụ như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thì lúc bấy giờ mọi người đều là này, tất cả các phóng viên đều ước mơ là có một cái tele. Vâng. Tele để gì? Mỗi lần mà báo động là tất cả mọi người đều lên từng gác cao và dùng tele để gì? Để chụp những chiếc cặp máy bay của Mỹ bị cháy. Vâng. Lao xuống. Vâng. Để nó xóa phông vâng. sau để vâng. ghi nhận cái hình ảnh đó. Mà mình với được xa từ xa kéo lại cho nó vâng. mới gần. Thế. Vâng. Thế nhưng mà có mấy ông không chụp được. Nhưng mà ông đấy là một họa sĩ, vừa là nhiếp ảnh nhưng mà họa sĩ. Thì ông mày bố trí một cái khẩu đội 12 ly 7. Ông bắt đầu bắn ban đêm. Rồi xong rồi bắn lên thì đằng trên sao thì có rất nhiều dây thép ấy. Tức là dây điện thoại ấy. Dây điện thoại. Ông về xong rồi ông vẽ máy bay, nhà ở máy bay đang cháy. Vụt vụt lên này. Thế sau đấy người ta phát hiện ra. À. Phát hiện ra thì cuối cùng là anh bị treo máy. À. Và coi như cách chức phóng viên. Thế cũng có một ông nữa trong kháng chiến chống tàu này ở Lạng Sơn. Thì ông không chụp được xe tăng của tàu. Thì ông ấy bố trí một cái tractor, tức là cái máy kéo, cùng bánh xích mà. Vâng. Thế nhưng ban đêm thì cũng bố trí hai anh bộ đội xông lên cầm B-40 này. Ông cho đốt để ông chụp. Và cuối cùng bảo quân đội nhân dân phát hiện được. À, đấy. Tức là ông cũng là họa sĩ luôn ạ. Vâng, ông này không họa sĩ. Ông này không vẽ gì. Yeah. Tức là ông dùng cái tractor. Vâng. Nhìn mình lên nhem ban đêm thì lên nhem được những xe tăng. Vâng. Vâng. Thưa quý vị khán giả, chúng vâng. tôi sẽ tiếp tục với câu chuyện với nhiếp ảnh gia Trần vâng. Mạnh Thương liên quan tới chiến tranh, kinh nghiệm và những giai thoại. Vâng. Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần sau nha. Hãy
dân tộc để yêu thương. Tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong mỏi.